chào tất cả các bác nha. Hôm nay cửa hàng em lại được về thêm hai cây máy thổi lá đeo vai hàng Nhật bãi công suất lớn các bác nhé. Hai cây này đều đến từ thương hiệu Jobin đó. Để em giới thiệu hơn một chút này, máy này máy đeo vai thì trước mình thổi lá điều cao su sầu riêng công trình các thứ các bác nhé. Đầu tiên mà em giới thiệu chi tiết hơn, bác nào xem được video thì cho em chút like này, đăng ký kênh và chuông thông báo thông bằng là 0862 567 746, xem qua liên kết sử dụng ở Zalo bác nhé. Bên em đã ship hàng toàn quốc đến bác, được kiểm tra hàng, test hàng thoải mái, bảo hành lòng với điện cho bác là 12 tháng riêng máy thổi lá. Hôm nay cửa hàng em về được hai cây rất là đẹp luôn. Con này là Jobin NK8052H đó. Con này là 80,6cc made in Japan. Con này hàng cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Con này 80,6cc thì cực kỳ là khỏe luôn. Trọng lượng nó chỉ rơi vào khoảng là hơn 8kg một chút thôi các bác nhá. Hàng đeo vai công suất lớn. Ống thổi ống thuyết thì còn liên lạc này, 1 2 3 4 ống. Công tắc tay ga thích hợp luôn trên tay các bác nhá. Đó, dây đeo các thứ còn đủ nguyên này. Hàng 4 thì đó, để em lưu cái ưu điểm của 4 thì các bác nhá, khỏi pha xăng pha nhớt luôn. Nhớt nhớt thì các bác thay định kỳ tầm là 3 4 tháng thay một lần thôi các bác nhá. Xăng bác mua trực ngoài cây, đổ trực tiếp vào đây và sử dụng luôn. Chế là chế ra ngang One Pro, chạy thì siêu lợi xăng rồi. 4 tỷ một cái bình xăng này bác thổi được khoảng là rơi vào tầm là 3 tiếng rưỡi đến 3 tiếng các bác nhá. Cực kỳ lợi xăng luôn. Con này hàng cực kỳ đẹp. Đó, con này hàng nguyên zin nguyên bản. Bên em vừa về rửa dọn là thay lên và bán cho bác các nhá. Đó, thằng này thì trước bác mình thổi lá điều cao su sầu riêng này, hoặc là mình thổi công trình, đó, hoặc là bác nào đi làm thuê làm mướn nhá. Thổi đường bụi các thứ này, đó, xài con 4 thì này cực kỳ là êm luôn. Ngoài ra máy 4 thì bên em là bao bác là không có khói luôn. Tí em ga lên cho bác nhá, bác xem nhá, không có khói luôn. Cực kỳ là êm, bô giảm thanh các thứ. Ngoài ra máy thì được trang bị là trục giật trợ lực lớn. Đó, tích hợp mình có tuổi, bác cần con máy nhẹ nhàng và thổi khỏe các bác nhá. Jobin, đó, Jobin thì thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Đó, hàng nguyên zin nguyên bản rồi. Cái này để cho bác giá là 3 triệu bao ship. Bác mình ra để anh thổi nào. Đó, test của bác nghe từng máy này. Rất là nhẹ nổ luôn. Đó, hàng 4 thì bên em bao bác không có khói nhá. Đó, rất là êm luôn các bác nhá. Êm như gió thở luôn. Rồi, cây đầu tiên để cho bác giá là 3 triệu bao ship toàn quốc. Đó, cây thứ hai cũng vậy nha. Hai cây là vô cùng là liền lạc. Bác nào mà mua về biếu hoặc tặng này, đó, chốt cả hai cây thì em sẽ bớt cho anh một chút nha. Thổi gọi là bao mượt mà luôn, không có khói, chạy lợi xăng nhất có thể hết cho bác luôn. Ống thổi ống tiếc thì con này hàng nguyên zin nguyên bản của nó bác nhá. Lòng con này lên đến hơn 60 ly này. Đó, dây đeo các thứ còn đủ nguyên. 4 thì 8 kg nhưng mà đeo vai nó rơi vào tầm trung luôn các bác nhá. Rất là nhẹ nhàng, 4 sập cho, 4 thì đó, xăng nhớt đó riêng này, bác nào ngoài ra mà cho mượn này, đó các thứ thì không phải lo luôn. Đó, chế One Pro ràng ngang, trục giật trợ lực lớn, một con máy hàng gọi là siêu phẩm luôn, thiếu thùng các bác nhá. Rồi, hai cái này để cho giá là 3 triệu bao ship toàn quốc. Đó, rồi hai cây vô cùng là liền lạc này, bác nào mà thổi công trình ngoài đường ấy, họ tham khảo mẫu 4 thì này các bác nhá. Rồi, test nổ luôn cho bác này. Đó, bông đi ra nào. Vâng, thì có bác có gọi nhá. Đó, em nghe điện thoại chút rồi em test lại cho bác nghe này. Đó, quên chụp công tắc này. Đó, giật nhẹ nhàng luôn, rất là nhẹ nhàng các bác nhá. Không ra nào đấy, không ra này đâu, không rất là khỏe luôn các bác nhá. Rồi, hai cây để đồng giá cho bác là 3 triệu bao ship toàn quốc. Bác nào mà quan tâm sản phẩm về thổi lá đeo vai hàng 4 thì Nhật bãi thì bác liên hệ trực tiếp qua số là 0862 567 746 nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.